Thôi. Tự tới gì? Tự nhiên chắc điểm mà tự tới gì? Bây giờ sao tiêu ý kiến của con nói bằng này? Bây giờ ba thấy trang điểm nó rất là không quay. Cái gì quay phim mà? Thì sao? Đang lọc mũi. Nói gì? Không. Không rồi giờ. Tới si nói. Không. Không tới phần đó. Nói vụ trang điểm ba không có chịu mà. Con nít trang điểm ba không thích. Ba ra đường tao phải trang điểm tao mới ha. Con nít mà trang điểm cái gì? Đi lên lầu. Có trang điểm gì nhiều nhiều. Nó sơ 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 sương sương vậy thôi. Sương sương à. Hồi nãy có quay phim là sương sương. Người ta trang điểm nhiều lắm, con trang điểm gì đâu. Không, ba không thích. Rồi để ba ghi lại luôn rồi đó. Bây giờ đang ba ghi lên, ba đăng lên YouTube đây rồi coi mọi người chửi ba. Thích là ông vô duyên. Vô duyên gì đâu. Bình á thì hả điệu rồi cái là tập play game rồi mua này mua nọ, nấu niết đội lên. Mua gì đâu. Người ta hả, phụ nữ không cho tôi sửa sạn, vô duyên. Ủa ai không cho em sửa sạn anh. Thôi anh sửa sạn cho nào. Cho bình thường. Trang điểm cũng chửi ôm sòm đó. Đâu chửi đâu. Cái mặt như ma vậy đó. Tại trang điểm xấu bình thường bị chửi sao? Chơi mà ngắt. Ủa gì trang điểm đẹp cho? Ở trang điểm là tao ba thấy xấu hơn bình thường á. Không mà ba xấu rồi ba nghĩ ba xấu sao mà tao nghĩ mọi người xấu với ta? Ba đội nó cũng xấu quá. Ờ ba, ba thích xấu à? Ba đội nó. Ba thích xấu à? Ủa bây giờ là cuộc thi dành nhau xấu. À đúng. Dạ. Không, không lên lầu. Mà lên mày. Coi, đem coi coi mà. Coi cũng được. Ủa mà ba đang quay phim mà. Ngủ ơi. Hôm nay ba không xin lên lầu ấy. Hôm nay ba không xin lắm, không đố bà con giật được. Không, ba xỉn lắm rồi. Dạ, với một con đố này, đố mày không nhớ đâu. Không nhớ, mày không xin lắm đâu. Không, nhớ chỉ là ba phải coi phim ba đi. Đúng vậy. Có đứa nào cho mẹ miếng mì không? Cho mẹ, ba có tiền ăn đâu, có tiền đâu ăn đi. Coi là tùy nhất lên tiếng chậu hai, chị không ăn hai cây chứ. Cây đó bạn hỏi là cái gì đó. Bây giờ ba ra điều kiện nha, mai mốt đứa nào mà trang điểm khổ có xin ba đi đâu chơi nha. Cái ăn con tự trang điểm tự đi không cần. Đi bình thường không có trang điểm này là đi, lo lo mới đi xa. Bây giờ ba có cái. Không, giờ có không to trang điểm, giờ con tự đi luôn con xin. Đó, đó, thấy không? Cái lì lợn rồi thì ghê à. Giờ đó nó đi lúc đi nó đang điểm một thời ấy, ra ngoài đó ra ngoài cà phê nó ngồi nó đang điểm cũng vậy. Không. Sao ba quản lý được? Không. Ba sẽ bù. Buồn tại ba chứ tại vì cái đó là bù cái gì ba sẽ già đi. Già luôn. Bình thường. Ờ đó thấy không? Già luôn thấy không? Ba ngủ đi cho trẻ. Ngủ đi buồn tự nhiên. Ờ tự nhiên ta mát khắp cái buồn. Cái đó là ba mát, ba bị mát. Bị bệnh điên rồi đó. Chở bà vô nhà thương đi. Buồn. Mẹ em nói bị bệnh điên. Sao mà gì ngớt tiếp thì mày gì? Không, gì? Gì? Mắc lọt bưởi rồi. Lọt bưởi gì đó, gì ba bị đi khùng mát đi điện gì đó. Chứ ba coi lại đi, chứ giờ ba coi ba đố nhớ. Không, nhớ hết. Đăng vô tóc mấy cái này, anh nhé này. Vẫn đăng bình thường. Đăng cái bữa qua mẹ cắn ba chừng. Đăng rồi. Đăng rồi. Mày coi đó, tao nói khùng. Tao nói nhỏ này đi. Sao? Mày tự nói mẹ. Đang quay em nè. Đang quay em. Hai coi mày lấy người YouTube chó bọc xong. Tao quay về quá mất tiền video rồi nha. Không, ba thích quay nhỏ mối. Nhỏ mối dãnh mà bốn mắt. Ba giận rồi. Giận đi bà. Ba giận rồi.
Thứ hai này tự chạy xe đi mà. Giận luôn rồi. Vậy nó có ba cái gì cũng có tự. Thôi nó đi ngủ quá. Ủa giận mà ta còn đi ngủ thật sự. Sao ngủ đi ngủ gì đây em? Đi mạng cho bé không không? Mà cúp máy luôn giận rồi cúp máy luôn. Trời ơi. Trời ơi ăn mất ăn ăn mày cứ mất kiến cho tụi mày. Để coi đó clip mất kiến rồi này nha. 1 2 Yeah. Ba thấy rồi. Ba thấy rồi. Trời ơi ghê luôn. Trời ơi. Mất quá. Mất quá không chạy nha. Con nhỏ mó chè kia, nhỏ kìa. Một lần nữa bà xin ba đi chơi và trang điểm này nọ là ba đọc. Khỏi cho đây nha. Mày chính ba đi cho nhìn thấy cái mặt ba đang bị sỉnh xin á, ba còn đi ngủ. Không, không, sỉnh không đi ngủ gì hết. Ba sẽ quay hai mấy đứa con. Đi lặng con coi. Goodbye, see you again. Bye.